Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh, Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, Quyển Hạ. Hán dịch Đà Ma Lu Chi, phiên âm và lược dịch điện tử, Nguyên Tánh và Nguyên Hiển. Việt dịch Thích Nữ Diệu Thuần, tháng 2 năm 2007. Biên tập Thích Phước Nghiêm. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh, Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới, Quyển Hạ, Tam Tạng Đàm Ma Lưu Chi, người Ấn Độ dịch vào đời Nguyên Ngụy. Văn Thù Xứ Lợi Như Lai tức là Pháp Thân. Văn Thù Xứ Lợi Như Lai là không sanh không diệt. Văn Thù Xứ Lợi Như Lai là không danh không sắc, không nói năng, không có tâm ý ý thức. Văn Thù Xứ Lợi Như Lai không phân biệt, xa lìa phân biệt. Văn Thù Xứ Lợi nói Như Lai tức gọi là không, là tướng không thể cùng tận, là cùng tận bờ mé, là không bình đẳng, tất cả pháp tế không có ai, thường không thể biết chỗ cùng tận. Văn Thù Xứ Lợi Như Lai ứng cúng chánh biến tri, tất cả chỗ không phân biệt, xa lìa khác phân biệt, không phải ở dưới, không phải ở giữa, không phải ở trên. Như vậy Văn Thù Xứ Lợi tất cả pháp không phân biệt, xa lìa phân biệt, không ở dưới, không ở giữa, không ở trên. Tại vì sao? Tất cả pháp không thể đắc. Văn Thù Xứ Lợi nói tất cả pháp không thể đắc. Vậy tất cả pháp là bình đẳng, nói tất cả pháp là bình đẳng, là trụ bình đẳng, nói trụ là bình đẳng, tức là không động, nói không động ấy là tất cả pháp không y chỉ, nói tất cả pháp không y chỉ là không có tâm định trụ, nói tâm không định trụ tức là vô sanh, nói vô sanh tức là không sanh gì. Nếu thấy như vậy tức là tâm rốt ráo không còn điên đảo. Nếu tâm rốt ráo không còn điên đảo thì thực hành có thể đắc như thật. Nếu có thể đắc như thật thì không khởi hí luận. Nếu không khởi hí luận thì không thực hành tất cả các pháp. Nếu không hí luận, không thực hành tất cả các pháp thì không có sanh tử. Nếu không ở trong sanh tử thì không thể lay động. Nếu không thể lay động thì pháp ấy không thể trái nhau. Nếu pháp không thể trái nhau thì tùy thuận tất cả pháp. Khi tùy thuận tất cả pháp thì trong pháp tánh ấy không thể lay động. Nếu trong pháp tánh ấy không thể lay động là đắc pháp trụ tánh. Nếu đắc pháp tự tánh là không có chỗ đắc. Tại vì sao? Do nhân duyên sanh ra tất cả pháp. Nếu y vào nhân duyên mà sanh ra tất cả pháp thì thường không sanh. Nếu thường không sanh thì không thể đắc. Nếu thường không thể đắc thì đắc pháp thực tế. Nếu đắc pháp thực tế thì không cùng tất cả pháp ở chung. Nếu không cùng tất cả pháp ở chung thì không cùng trụ. Nếu không cùng trụ thì là không phải, không không phải có, không phải không. Nếu không phải có, không phải không thì được trụ trong pháp. Nếu được trụ trong pháp thì đắc pháp tu hành chánh niệm. Nếu đắc pháp tu hành chánh niệm thì không một pháp nào là không Phật pháp. Tại vì sao? Vì hiểu rõ tất cả pháp là không. Văn Thù Xứ Lợi hiểu rõ tất cả pháp là không ấy, gọi đó là Bồ Đề. Bồ Đề tức gọi là hiểu tất cả pháp không. Không tức là Bồ Đề. Như vậy không vô tướng vô nguyện, không tác không hành, không nương tựa, không sân khởi, không lấy không ở, hiểu các pháp như vậy gọi là Bồ Đề. Bồ Đề ấy còn gọi là tu hành chánh niệm. Văn Thù Xứ Lợi muốn nói tu hành chánh niệm là không lấy không xả thì gọi là chánh niệm, không quán sát không sai khác thì gọi là hành, không đắm trước không trói buộc, không giải thoát thì gọi là hành, không đi không đến gọi là hành. Văn Thù Xứ Lợi thực hành chánh niệm ấy là ở chỗ không thực hành, không lợi ích, không quả vị, không chứng đắc. Tại vì sao? Văn Thù Xá Lợi, vì tôi tánh tâm thanh tịnh, tâm kia bị khách trần phiền não làm ô nhiễm, nhưng tôi tánh tâm thì thanh tịnh không ô nhiễm. Tâm từ tánh thanh tịnh ấy ngay nơi thế thể là vô nhiễm, không nhiễm, do chỗ ấy không có pháp đối trị. Như pháp nào đối trị có thể diệt trừ được phiền não này? Tại vì sao? Ví dụ thanh tịnh hay không thanh tịnh, nhưng vốn là thanh tịnh. Nếu vốn đã thanh tịnh tức là không sanh, nếu không sanh tức là không nhiễm, nếu không nhiễm tức là không lìa pháp nhiễm. Nếu lìa pháp nhiễm thì diệt tất cả nhiễm. Dùng những pháp nào để diệt trừ tất cả nhiễm? Khi không sanh khởi, nó không sanh khởi tức là Bồ Đề. Bồ Đề còn gọi là bình đẳng, bình đẳng còn gọi là chân như, chân như còn gọi là không khác. Không khác ấy còn gọi là như thật, trụ tất cả pháp hữu vi vô vi. Văn Thù Xá Lợi,
cho như ấy là không hữu vi, không vô vi, không có hai pháp. Nếu không hữu vi, không vô vi, không hai pháp, thì đó là pháp chân như. Văn thù sơ lợi, nó chân như tức là thực tế, nó thực tế tức là không khác. Không khác tức là vị lai chân như, nói vị lai chân như tức là không khác. Nói không khác tức là chân như, nói chân như tức là không thường, không chân như. Nói không thường, không chân như tức là không nhiễm, không tịnh. Nói không nhiễm, không tịnh là không sanh, không diệt. Nói không sanh, không diệt tức là niết bàn bình đẳng. Nói niết bàn bình đẳng ấy là không ở thế gian, không ở niết bàn. Nói không ở thế gian, không ở niết bàn ấy là không quá khứ, không vị lai, không hiện tại. Nó không quá khứ, không vị lai, không hiện tại ấy là không ở dưới, không ở giữa, không ở trên. Nói không ở dưới, không ở giữa, không ở trên ấy tức là Như Lai. Nói Như Lai tức là thật ngữ tức là chân như tức là như thật. Nói như thật tức gọi là ngã, ngã nói ngã tức là không hai. Nghĩa của không hai tức là Bồ Đề, Bồ Đề còn gọi là giác. Giác tức là thâm nhập trí giải thoát tam muội. Trí tức là nhập tam thế bình đẳng nhất thiết pháp trí. Nghĩa tức là đối với tất cả pháp không có nghĩa sai khác. Nói về nghĩa là không tên gọi, không lời nói, không thể thuyết giảng. Nói trí tức là hiểu rõ tất cả các pháp nên gọi là trí. Hiểu biết tất cả các pháp cũng gọi là trí. Nói về nghĩa, biết chúng sanh và rõ trí hiểu nghĩa tức là pháp. Pháp ấy tức là nghĩa, nghĩa trí, thức trí, liệu nghĩa trí, pháp trụ trí, pháp thể trí. Khi y nơi pháp mà chuyển nghĩa sở chuyển, như vậy tự và chuyển là bình đẳng không có hai nghĩa. Bình đẳng không hai nghĩa tức là bình đẳng, bình đẳng ấy tức là nghĩa. Nói nghĩa, thức, trí, bình đẳng tức là nhập bất tư nghị pháp môn trí, gọi là liệu nghĩa, không phải bất liệu nghĩa. Nói bình đẳng ấy tức bình đẳng chính là không. Nói không tức là huyễn ngã bình đẳng. Nói ngã bình đẳng tức là pháp bình đẳng. Nói pháp bình đẳng tức là xa lìa bình đẳng. Nói lìa bình đẳng tức là giác bình đẳng. Nói giác bình đẳng tức là Bồ Đề. Văn thù sẽ loại đấm sắc tức là nhãn, đấm nhãn tức là đấm tự tánh, đấm kiến tức là đấm tự ngã, đấm tự thân tức là đấm tự tánh không trí, không chánh niệm quán sát tức là đấm pháp. Nắm dạy đại cấu, đấm chứng tri kiên cố tinh tấn, như thật biết pháp gọi là đấm. Đấm trước ngũ uẩn Bồ Đề phần gọi là đấm. Không đấm vô chướng giải thoát trí, tất cả pháp tự tánh thanh tịnh do giao duyên mà có. Là nữa Bồ Tát Ma Ha Tát biết thật về nhân của nhiễm và tịnh, nhưng không trụ ở trong nhiễm và tịnh đó. Khởi ngã, khởi kiến đó gọi là nhân nhiễm. Thâm nhập tất cả pháp vô ngã thì đó gọi là nhân tịnh. Thấy ngã và ngã sở thì đó gọi là nhân nhiễm. Bên trong vắng lặng, bên ngoài không tạo tác đó gọi là nhân tịnh. Dục sơn hận hại giác quán thì gọi là nhân nhiễm. Bất tịnh từ bi hỷ xả thâm nhập thập nhị nhân duyên thì gọi là nhân tịnh. Bốn thứ nhân đạo gọi là nhân nhiễm. Bốn điểm xứ là nhân tịnh. Năm triền cái là nhân nhiễm. Năm căn là nhân tịnh. Lục nhập là nhân nhiễm. Sáu niệm là nhân tịnh. Bảy pháp không tịnh là nhân nhiễm. Bảy giác chi là nhân tịnh, tám tà pháp là nhân nhiễm, tám chánh pháp là nhân tịnh, chín phiền não là nhân nhiễm, chín thứ định là nhân tịnh, mười bất thiện đạo là nhân nhiễm, mười thiện nghiệp đạo là nhân tịnh. Được nói tất cả niệm bất thiện là nhân nhiễm, tất cả niệm thiện là nhân tịnh. Do đó là nhân nhiễm, nhiễm tịnh, tự tánh của tất cả pháp là không, vô ngã, vô nhân, vô mạng, vô thọ, giả, vô ngã sở, vô sử giả, là như huyễn không có tướng, bên trong vắng lặng là tịch diệt. Tịch diệt tức là tự tánh thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh tức là không thể đắc tức là vô sử tức là thật, thật tức là hư không. Tại vì sao? Văn thù sẽ loại. Không có một pháp hoặc sanh hoặc diệt. Văn thù sửa lại, bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, nếu pháp như vậy, tại sao Như Lai đắc Bồ Đề?
Phật dạy Văn Thù Sa Lợi rằng, Văn Thù Sa Lợi, vô căn vô trụ Như Lai đắc Bồ Đề như vậy. Văn Thù Sa Lợi bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, thế nào là căn, thế nào là trụ? Phật bảo Văn Thù Sa Lợi, thân kiến gọi là căn, không như thật phân biệt gọi là trụ, Bồ Đề là bình đẳng. Như Lai biết tất cả pháp bình đẳng, cho nên Như Lai nói vô căn vô trụ đắc Bồ Đề. Văn Thù Sa Lợi nói Bồ Đề thì gọi là tịnh, cũng gọi là vắng lặng. Thế nào là tịnh, thế nào là vắng lặng? Văn Thù Sa Lợi, ta và mắt của ta đều là không. Tại vì sao? Do tự tánh là không. Như vậy tai mũi lưỡi thân ý của ta đều là không. Tại vì sao? Do tự tánh là không. Cho nên biết mắt là không thì không đắm sắc, nên nói là tịnh. Biết tai là không thì không đắm tiếng, nên nói là vắng lặng. Biết mũi là không thì không đắm hương, nên nói là vắng lặng. Biết lưỡi là không thì không đắm mùi vị, nên gọi nó là vắng lặng. Biết thân là không thì không xúc chạm, nên nói là vắng lặng. Biết ý là không thì không đắm pháp, nên nói là vắng lặng. Văn Thù Sa Lợi, tánh Bồ Đề, tự tánh Bồ Đề là thanh tịnh. Do tự tánh là thanh tịnh nên tự tánh thanh tịnh ấy, nói tự tánh thanh tịnh là không nhiễm như hư không. Bình đẳng như hư không, tự tánh đồng với hư không, thế như hư không xưa nay tự tánh vốn thanh tịnh. Văn Thù Sa Lợi, nói Bồ Đề là không thủ không xả. Thế nào là không thủ, thế nào là không xả? Nói không thủ là không thủ tất cả pháp, nên nói không thủ. Nói không xả là không xả tất cả pháp, nên nói không xả. Văn Thù Sa Lợi, Như Lai độ dòng sanh tử, nó nói không thủ không xả. Mà chân như thì không thấy bờ này bờ kia, Như Lai biết tất cả pháp lìa bờ này bờ kia, nó nói là Như Lai. Văn Thù Sa Lợi, Bồ Đề là vô tướng vô quán. Thế nào là vô tướng vô quán? Văn Thù Sa Lợi, không thấy nhãn tức gọi là vô tướng, không thấy danh sắc gọi là vô quán, không thấy vị tức gọi là vô tướng, không nghe âm thanh gọi là vô quán, không thấy tỷ thức gọi là vô tướng, không nghe mùi hương gọi là vô quán, không thấy thiệt tức gọi là vô tướng, không biết mùi vị gọi là vô quán, không thấy thân thức gọi là vô tướng, không biết xúc chạm gọi là vô quán, không thấy ý thức gọi là vô tướng, không biết pháp gọi là vô quán. Văn Thù Sa Lợi, cái cảnh giới của bậc thánh gọi là cảnh giới ba cõi. Văn Thù Sa Lợi, nói Bồ Đề là không quá khứ, không vị lai, không hiện tại, ba đời bình đẳng, ba đời thanh tịnh. Văn Thù Sa Lợi, thế nào là tam thế trí? Đó là pháp tâm quá khứ không đến, pháp tức vị lai không đi, pháp niệm hiện tại không trụ. Cho nên Như Lai không trụ tâm ý ý thức. Do không trụ nơi không phân biệt, vô phân biệt, do không phân biệt, vô phân biệt nên không thấy pháp vị lai, pháp hiện tại không thấy luận. Văn Thù Sa Lợi, Bồ Đề là vô thân vô vi. Thế nào gọi là vô thân, thế nào gọi là vô vi? Văn Thù Sa Lợi, vô thân đó là không có nhãn thức biết, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức biết. Văn Thù Sa Lợi, nếu không có tâm ý ý thức biết, đó là vô vi. Nói vô vi là không sanh, không trụ, không diệt. Cho nên nói ba đời thanh tịnh vô vi, biết như là vô vi, thì hữu vi cũng vậy. Tại vì sao? Nói tất cả pháp thể tức là vô thể. Vô thể là chỗ kia không có ai. Văn Thù Sa Lợi, nói Bồ Đề gọi là vô sai biệt dấu tích. Thế nào là vô sai biệt? Thế nào là dấu tích? Văn Thù Sa Lợi, vô tướng gọi là vô sai biệt, chân như gọi là dấu tích, vô trụ gọi là vô sai biệt, pháp gọi là dấu tích, không khác gọi là vô sai biệt, thực tế gọi là dấu tích, bất khả đắc gọi là vô sai biệt, bất động gọi là dấu tích. Không gọi là vô sai biệt, vô tướng gọi là dấu tích, vô giác gọi là sai biệt, vô nguyện gọi là dấu tích. Không cầu gọi là vô sai biệt, không chúng sanh gọi là dấu tích. Thể chúng sanh gọi là vô sai biệt, hư không gọi là dấu tích. Không thấy gọi là vô sai biệt, không sanh gọi là dấu tích,
Không diệt gọi là vô sai biệt, vô vi gọi là giáo tích. Không hành gọi là vô sai biệt, bồ đề gọi là giáo tích. Vắng lặng gọi là vô sai biệt, niết bàn gọi là giáo tích. Không khởi gọi là vô sai biệt, giác gọi là giáo tích. Văn thù sơ lợi, bồ đề là không thể dùng thân đắc, không thể dùng tâm đắc. Tại vì sao? Văn thù sơ lợi, thân ấy là ngu ngại vô giác vô tâm. Thế như cỏ cây tường vách gò đất ảnh tượng, tâm là như huyễn, trống không không thật không tạo tác. Văn thù sơ lợi, hiểu như thật về thân tâm thì gọi là bồ đề. Danh từ thế gian không phải là đại nhất nghĩa. Tại vì sao? Văn thù sơ lợi, bồ đề không phải thân, không phải tâm, không phải pháp, không phải thật, không phải không thật, không phải chắc thật, không phải không chắc thật, không thể nói như vậy. Văn thù sơ lợi không thể lấy tất cả pháp để nói về bồ đề. Tại vì sao? Văn thù sơ lợi, bồ đề là không có chỗ trụ để có thể nói. Văn thù sơ lợi, thế như hư không có thể nói không có chỗ trụ là vô vi, vô sanh, vô diệt, bồ đề cũng như vậy. Vô trụ, vô vi, vô sanh, vô diệt có thể nói. Văn thù sơ lợi, thế như tất cả pháp thế gian nếu tìm cầu như thật thì không thể nói. Văn thù sơ lợi, bồ đề cũng như vậy, dùng tất cả pháp để nói bồ đề thì không thể được. Tại vì sao? Văn thù sơ lợi, trong thập pháp không có văn tự chương cú có thể đắc. Tại vì sao? Do không sanh không diệt, văn thù sơ lợi nói bồ đề thì gọi là không thể chấp thủ, không thể nương tựa. Văn thù sơ lợi, thế nào là không thể chấp thủ, thế nào là không thể nương tựa? Văn thù sơ lợi, như thật biết mắt gọi là không thể chấp thủ, không thấy sắc gọi là không thể nương tựa. Như thật biết tai là không thể chấp thủ, do không nghe tiếng gọi là không thể nương tựa. Như thật biết mũi không thể chấp thủ, không nghe hương gọi là không thể nương tựa. Như thật biết lưỡi không thể chấp thủ, không biết vị gọi là không thể chấp thủ. Như thật biết thân không thể chấp thủ, không xúc chạm gọi là không thể nương tựa. Như thật biết ý không thể chấp thủ, không thấy các pháp gọi là không thể nương tựa. Văn thù sơ lợi, như vậy Như Lai không chấp thủ, không nương tựa gọi là chứng bồ đề. Như vậy chứng bồ đề là không chấp thủ mắt, không thấy sắc, cho nên không trụ nơi nhãn thức. Không chấp thủ tai, không nghe tiếng, cho nên không trụ nơi nhị thức. Không chấp thủ mũi, không nghe hương, cho nên không trụ nơi tỷ thức. Không chấp thủ lưỡi, không biết mùi vị, cho nên không trụ nơi thiền thức. Không chấp thủ thân, không xúc chạm, cho nên không trụ nơi thân thức. Không chấp thủ ý, không biết pháp, cho nên không trụ nơi ý thức. Văn thù sơ lợi, Như Lai không trụ nơi tâm ý ý thức, cho nên được gọi là Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Văn thù sơ lợi, chúng sanh có bốn loại tâm trụ pháp, nương nơi bốn thứ tâm trụ pháp đó. Thế nào là bốn? Đó là chúng sanh nương nơi sắc mà điều tâm, nương nơi thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Đó là chúng sanh nương nơi sắc mà trụ tâm. Bốn thứ tâm trụ pháp này Như Lai như thật biết không sanh không diệt, cho nên gọi là Phật. Văn thù sơ lợi nói bồ đề tức gọi là không. Văn thù sơ lợi, như tất cả pháp là không thì cũng không khác bồ đề là không. Bồ đề không tức là tất cả pháp không là không. Tất cả pháp không ấy Như Lai đã biết như thật nên gọi là giác. Văn thù sơ lợi, không phải là trống không không biết. Văn thù sơ lợi, không ấy tức là bồ đề, bồ đề tức là không. Văn thù sơ lợi, trong không không có không, cũng không có bồ đề, cũng không có hai. Vậy lấy pháp nào để gọi là không? Pháp nào là bồ đề? Và nói hai tên là tại vì sao? Văn thù sẽ lợi, tất cả là không hai, không tướng không sai biệt, không danh không tướng, xa lìa tâm ý ý thức, không sanh không diệt, không thực hành, không tích tụ, không văn tự âm thanh. Văn thù sẽ lợi, nơi không ấy tức là chấp thủ hí luận. Văn thù sẽ lợi, mà trong pháp đệ nhất không có pháp nào có thể gọi là không. Văn thù sẽ lợi, như đó hư không, hư không mà không có hư không, có thể đặt tên để gọi là hư không. Văn thù sẽ lợi, trống không cũng là như vậy, đó là không, mà không có pháp nào để gọi là không. Như vậy thâm nhập tất cả pháp, đó gọi là thâm nhập tất cả pháp môn. Văn thù sẽ lợi, tất cả pháp là không có danh xưng, mà chỉ y nơi danh để nói. Văn thù sẽ lợi, mà danh là không có nơi để nói, cũng không có nơi để lìa.
Như vậy ở nơi danh mà nói thì các pháp nào là không có nơi để nói, không có nơi để lìa. Như vậy Văn Thù Sa Lợi, Như Lai như thật biết các pháp xưa nay không sanh không khởi không diệt là vô tướng, xa lìa tâm ý ý thức, không văn tự không âm thanh. Văn Thù Sa Lợi, nói Bồ Đề là bình đẳng như hư không, hư không không ngang bằng, không thấp không cao. Bồ Đề cũng vậy, ngang bằng không thấp không cao. Tại vì sao? Văn Thù Sa Lợi, pháp là không thật có. Văn Thù Sa Lợi, nếu pháp là không thật có thì tại sao nói là bình đẳng, không chấp thấp không cao? Văn Thù Sa Lợi, Như Lai như thật giác ngộ tất cả pháp bình đẳng, không cao không thấp, giác ngộ như vậy rồi thì không có một pháp nào không bình đẳng, không cao không thấp như pháp kia trụ. Như vậy dùng trí như thật để biết. Văn Thù Sa Lợi, thế nào là trí như thật? Văn Thù Sa Lợi, như thật biết tất cả các pháp, tất cả pháp xưa nay không sanh không diệt, pháp vốn không sanh, sanh rồi trở lại diệt. Các pháp không tạo tác không chấp thủ mà sanh, không tạo tác không chấp thủ mà diệt. Văn Thù Sa Lợi, các pháp y nơi nhân duyên sanh, pháp có nhân duyên diệt, không có thật đạo, cho nên Như Lai vì đoạn diệt đạo mà thuyết pháp. Văn Thù Sa Lợi, nói Bồ Đề gọi là như thật không dấu vết. Văn Thù Sa Lợi, sao gọi là như thật không dấu vết? Văn Thù Sa Lợi, nói như thật không dấu vết tức là Bồ Đề như Bồ Đề sắc, cũng như vậy không lìa Bồ Đề. Như vậy không lìa như thọ tưởng hành thức, cũng không lìa như như Bồ Đề địa giới, không lìa như tùy họ phong, cũng không lìa như như Bồ Đề nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, không lìa như. Văn Thù Sa Lợi, như Bồ Đề nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, không lìa, xa lìa như. Văn Thù Sa Lợi, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, không lìa như. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, không lìa như. Thân giới, xúc giới, thân thức giới, không lìa như. Ý giới, pháp giới, ý thức giới, không lìa như. Văn Thù Sa Lợi, tất cả pháp giả danh pháp, đó là năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Pháp kia Như Lai như thật giác ngộ, không điên đảo. Như pháp kia trụ nơi đoạn trước, đoạn giữa, đoạn sau. Như Lai như thật biết đoạn trước, đoạn giữa, đoạn sau. Như pháp kia đoạn trước không sanh, đoạn sau không mất, đoạn giữa không trụ. Như thật biết giới với pháp kia như một pháp, tất cả cũng như vậy. Như tất cả pháp một pháp cũng như vậy. Văn Thù Sa Lợi, một mà một hay nhiều không thể đắc. Văn Thù Sa Lợi, nhập tất cả pháp a môn vô a môn. Văn Thù Sa Lợi, thế nào là a môn, thế nào là vô a môn? Văn Thù Sa Lợi, nói a là ban đầu phát tất cả các thiện căn, vô a là không thấy tất cả các pháp. Nói a là tâm không trụ có thể khiến trụ. Nói vô a là pháp môn vô tướng tam muội giải thoát. Nói a là quán sát các pháp tướng. Nói vô a gọi là quá lượng. Thế nào gọi là quá lượng? Nghĩa là không có thất nghiệp. Nói a là quán sát pháp hữu vi. Nói vô a là quán sát pháp vô vi. Văn Thù Sa Lợi, nói Bồ Đề là vô lậu, không có pháp chấp thủ. Văn Thù Sa Lợi, thế nào gọi là vô lậu? Là không chấp thủ. Văn Thù Sa Lợi, nói vô lậu đó là xa lìa bốn lậu. Thế nào là bốn lậu? Đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu. Do không chấp thủ bốn thứ lậu này cho nên gọi là xa lìa các lậu. Văn Thù Sa Lợi, thế nào gọi là không chấp thủ? Đó là xa lìa bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Đó là dục thủ, kiến thủ, ngã thủ, giới thủ. Do các lậu này mà chúng sanh bị vô minh che lấp, bị sông ái dẫn chìm, lấy tướng làm nhân hư vọng chấp thủ. Văn Thù Sa Lợi, Như Lai biết như thật căn bản của ngã. Do ngã thanh tịnh, như thật biết tất cả chúng sanh thanh tịnh. Nói ngã thanh tịnh, tất cả chúng sanh thanh tịnh. Hai thứ này là không hai, không có nghĩa sai khác, tức là không sanh, không diệt. Văn Thù Sa Lợi, không sanh không diệt ở pháp xứ nào, tâm ý, ý thức đều không thể biết. Văn Thù Sa Lợi, những pháp nào có tâm ý, ý thức, trong pháp kia không có phân biệt. Phân biệt các pháp nào mà sanh niệm bất chánh, cho nên Bồ Tát sanh chánh niệm. Sanh chánh niệm là không khởi vô minh. Không khởi vô minh là không khởi 12 chi nhân duyên. Không khởi 12 chi thì kia đây không sanh. Không sanh tức là vị, vị tức là liệu nghĩa, liệu nghĩa tức là đệ nhất nghĩa.
Đệ nhất nghĩa tức là vô ngã nghĩa. Vô ngã nghĩa tức là bất khả thuyết nghĩa. Bất khả thuyết nghĩa tức là nhân duyên nghĩa. Nhân duyên nghĩa tức là pháp nghĩa. Pháp nghĩa tức là như nghĩa. Vì vậy cho nên nói thấy nhân duyên tức thấy pháp, thấy pháp tức thấy Như Lai. Chỗ nói thấy ấy, tuy thấy các pháp mà không chỗ thấy, Văn Thù Sĩ Lợi nói có chỗ thấy, đó là thấy tâm, thấy quán sát. Như Lai không thấy tâm, nó không thấy tâm, không thấy quán sát, đó là thấy vật. Văn Thù Sĩ Lợi các pháp bình đẳng như vậy, Như Lai biết các pháp bình đẳng như vậy, Văn Thù Sĩ Lợi nói Bồ Đề, gọi là tịnh vô cấu vô điểm. Văn Thù Sĩ Lợi thế nào là tịnh, thế nào là vô cấu, thế nào là vô điểm. Văn Thù Sĩ Lợi không tịnh là tịnh, vô tướng gọi là vô cấu, vô nguyện gọi là vô điểm. Văn Thù Sĩ Lợi vô sanh gọi là tịnh. Vô hành gọi là vô cấu, vô khởi gọi là vô điểm. Văn Thù Sĩ Lợi tự tánh gọi là tịnh. Thiện căn tịnh gọi là vô cấu, quang minh viên mãn gọi là vô điểm, không hỷ luận gọi là tịnh, xa lìa hỷ luận gọi là vô cấu, vãng lặng tất cả hỷ luận gọi là vô điểm. Như tên gọi là tịnh, pháp giới gọi là vô cấu, hư không gọi là tịnh, không ngăn ngại gọi là vô cấu, không thấy gọi là vô điểm. Bên trong thanh tịnh gọi là tịnh, bên ngoài không thực hành gọi là vô cấu, trong ngoài không thấy gọi là vô điểm. Ấm tụ hợp gọi là tịnh, pháp giới tự thể gọi là vô cấu, 12 nhập vô khứ gọi là vô điểm. Quá khứ tận trí gọi là tịnh, vị lai vô sanh trí gọi là vô cấu, hiện tại trụ pháp giới trí gọi là vô điểm. Văn Thù Sĩ Lợi này lược nói tịnh vô cấu vô điểm. Nhập một pháp bình đẳng trong dấu tích, đó gọi là dấu tích vắng lặng. Nói dấu tích vắng lặng tức là tịch diệt tức là tịnh, tịnh tức là thánh. Văn Thù Sĩ Lợi như hư không Bồ Đề cũng như vậy, như Bồ Đề pháp cũng như vậy, như pháp pháp thể tánh, pháp thể cũng như vậy, như pháp thể chúng sanh cũng như vậy, như chúng sanh quốc độ cũng như vậy, như quốc độ Niết Bàn cũng như vậy. Văn Thù Sĩ Lợi, Như Lai thuyết tất cả pháp bình đẳng như Niết Bàn, do cuối cùng rốt ráo không có chỗ trì pháp, sẽ liền các chỗ trì pháp, do xưa nay vốn thanh tịnh, xưa nay vốn vô cấu, xưa nay vốn vô điểm. Văn Thù Sĩ Lợi, Như Lai như thật hiểu rõ tất cả pháp, quán sát tất cả tánh của chúng sanh, tức sanh thanh tịnh, vô cấu vô điểm, tâm phấn tấn đại từ bi. Văn Thù Sĩ Lợi, thế nào là thực hành Bồ Tát hạnh? Văn Thù Sĩ Lợi, nếu Bồ Tát không sanh tâm, không vì các pháp đoạn tận, không vì các pháp sanh, không vì các pháp không sanh, thấy các pháp xưa nay vốn đoạn tận, thấy các pháp không đoạn tận mà không sanh tâm khinh mạng, nói ta biết như vậy mà không hoại diệt các pháp xưa nay vốn không sanh. Văn Thù Sĩ Lợi, như vậy là Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh. Lại nữa, Văn Thù Sĩ Lợi, Bồ Tát đã không thấy tâm quá khứ thực hành Bồ Tát hạnh, không thấy tâm vị lai chưa thực hành Bồ Tát hạnh, không thấy tâm hiện tại có thực hành Bồ Tát hạnh, không nắm trước quá khứ vị lai hiện tại, trong tâm như vậy mà thực hành Bồ Tát hạnh. Văn Thù Sĩ Lợi, Bồ Tát Như Lai bố thí không có hai tâm, không có sai khác, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Như Lai trì giới không có hai tâm, không có sai khác, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Như Lai nhẫn nhục không có hai tâm, không có sai khác, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Như Lai tinh tấn không có hai tâm, không có sai khác, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Như Lai thiền định không có hai tâm, không có sai khác, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Như Lai trí tuệ không có hai tâm, không có sai khác, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Văn Thù Sĩ Lợi, Bồ Tát không thấy sắc không, không thấy sắc chẳng không, như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Tại vì sao? Vì sắc là không có sắc tánh. Như vậy này, Văn Thù Sĩ Lợi, Bồ Tát như vậy không thực hành thọ tưởng hành tức, không xa lìa thọ tưởng hành tức, thực hành như vậy gọi là hạnh Bồ Tát hạnh. Tại vì sao? Do không thấy tâm ý thức. Văn Thù Sĩ Lợi, không có một pháp hoặc hiểu biết, hoặc xa lìa, hoặc tu, hoặc chứng. Văn Thù Sĩ Lợi nói đoạn tận là pháp kia thường đoạn tận, không phải không đoạn tận mà xưa nay vốn đoạn tận. Nếu pháp vốn là đoạn tận thì pháp kia không thể đoạn tận, không thể đoạn tận mà nói đoạn tận là vì sao?
Vì như thật là đoạn tận, nếu như thật đoạn tận thì pháp kia không đoạn tận một pháp, nếu không đoạn tận một pháp thì kia là pháp vô vi, nếu pháp là vô vi thì pháp vô vi ấy không sanh không diệt, đó gọi là Như Lai. Nếu Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp tánh, pháp thể, pháp trụ, pháp vị, pháp giới đều như thật. Pháp giới là như thật trụ, pháp trí là không sanh không diệt, nên nơi trí kia cho nên biết vô vi pháp. Vân thù sẽ lợi, nếu thâm nhập các pháp vị như vậy thì biết các lậu pháp không sanh không diệt. Vân thù sẽ lợi, nói các lậu diệt đây đưa vào danh tự của thế gian mà nói, mà giả nói nhưng pháp thân chân như kia là không có pháp sanh cũng không có pháp diệt. Lúc bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự Bồ Tát Ma Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo bày vai phải, lấy quỳ gối chắp tay hướng lên Đức Phật, đi dùng kệ vi diệu tán thán Đức Như Lai mà nói rằng: không sắc không hình tướng, không căn không chỗ trụ, không sanh nên không diệt, không lễ không chỗ quán, không trụ cũng không đi, không lấy cũng không bỏ, do xa lìa lục nhập, kính lễ không chỗ quán, vượt ra khỏi tam giới, rộng rang như hư không, do các dục không nhiễm, kính lễ không chỗ quán, ở trong các oai nghi, đi đến và ngủ nghỉ, do thường trụ vắng lặng, kính lễ không chỗ quán, để đi đều bình đẳng, do trụ nơi bình đẳng, nên bình đẳng không hoại, kính lễ không chỗ quán, vào các vô tưởng định, thấy các pháp vắng lặng, nên thường nhập bình đẳng, kính lễ không chỗ quán. Chư Phật là không tướng, hư không cũng không tướng. Xa lìa các nhân quả, kính lễ không chỗ quán. Trong hư không vô biên, chư thân chư Phật cũng vậy, tâm đồng với hư không, kính lễ không chỗ quán. Phật thường ở thế gian mà không nhiễm pháp thế, không phân biệt thế gian, kính lễ không chỗ quán. Do các pháp là giả, mà giả không thể đắc, xa lìa các pháp giả, kính lễ không chỗ quán. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: hay thay Văn Thù Sư Lợi, vui sướng nói pháp này. Văn Thù Sư Lợi: đúng thế, đúng thế. Chư Phật Như Lai không nên dùng sắc để thấy, không nên dùng pháp để thấy, không nên dùng tướng để thấy, không nên dùng tướng tốt đẹp để thấy, không nên dùng pháp tánh để thấy. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không thể một mình để thấy, không thể cùng mọi người để thấy. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai là không có người thấy, không có người nghe, không có người hiện tại cúng dường. Không có người bị lai cúng dường. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không thuyết một pháp, không thuyết nhiều pháp. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không chứng Bồ đề. Chư Phật Như Lai không nương nơi một pháp gọi là đắc, cũng không phải nhiều pháp gọi là đắc. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không thấy các pháp, không nghe các pháp, không nghĩ các pháp, không biết các pháp, không hiểu rõ các pháp. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không thuyết một pháp không, nhưng trình bày các pháp. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai hiện tại không thuyết pháp, không thuyết các pháp, không chỉ bày các pháp. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không uống, không ăn. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không có pháp chứng. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không đoạn pháp nhiễm, không chứng pháp tịnh. Văn Thù Sư Lợi: chư Phật Như Lai không thấy các pháp, không nghe các pháp, không ngửi các pháp, không biết các pháp. Tại vì sao? Do tất cả pháp vốn là thanh tịnh. Văn Thù Sư Lợi: nếu có người làm cho các chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới chứng địa vị Bích Chi Phật, đối với pháp môn này không sanh tính tâm, và lại có Bồ Tát tin pháp môn này, thì công đức của Bồ Tát này nhiều hơn trước rất nhiều. Huống là có người đối với pháp môn này hoặc tự chép và bảo người chép, thì phước đức ở đây nhiều vô lượng vô biên. Văn Thù Sư Lợi: nếu có chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc do trứng sanh, hoặc do bào thai sanh, hoặc sanh từ nơi ẩm thấp, hoặc do loài biến hóa sanh, hoặc
có sắc hoặc không có sắc, hoặc có tưởng hoặc không có tưởng, hoặc một chân hoặc hai chân hoặc ba chân hoặc bốn chân hoặc nhiều chân hoặc không có chân. Các chúng sanh kia, giả sử một thời được làm thân người phát bồ đề tâm, tức làm bồ tát, và mỗi bồ tát đều dùng các thứ ăn uống, y phục, giường nằm đầy đủ thuốc thang, của các thứ của cải, tất cả thứ vui thích đêm cúng dường hàng hà sa a tăng kỳ quả Phật và bi trần số chư Phật Như Lai. Như vậy cho đến hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, chư Như Lai và Bồ Tát Thanh Văn kia nhập Niết Bàn, sau đó xây dựng tháp báu cao một do tuần, lan can bao quanh đều bằng các thứ báu, ma đi báu dùng làm cạnh lót, cây báu dùng làm tràng phan, ma đi báu tự tại vương làm lưới che khắp ở trên, công đức đạt được không thể tính kể. Và lại có Bồ Tát đem tâm rốt ráo thanh tịnh tin vào kinh Như Lai trang nghiêm trí huệ quang minh nhập nhất thiết Phật cảnh giới, tin pháp môn này, thâm nhập pháp môn này, không nghi ngờ pháp môn này, ở trong pháp môn này sanh tâm thanh tịnh, cho đến vì người khác thuyết giảng một câu, Bồ Tát này đạt được công đức rất nhiều vô lượng a tăng kỳ, lấy công đức ấy so với công đức trước trăm phần không bằng một phần, ngàn ca la phần không bằng một phần, trăm ngàn phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn ức phần không bằng một phần, vô số phần không bằng một phần, cho đến toán số thế dụ không thể tính kịp. Tại vì sao? Vì đã thành tựu được Phật trí. Văn thù sẽ lợi, nếu có tại gia Bồ Tát dùng các thứ ăn uống, y phục, giường nằm đầy đủ thuốc thang, các thứ của cải, tất cả thứ vui thích đem cúng dường hàng hà sa a tăng kỳ chư Phật Như Lai cùng chư Bồ Tát, chư Thanh Văn Tăng, như vậy cho đến hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, công đức đạt được không thể tính kể. Hoặc lại có Bồ Tát xuất gia trì giới tâm thanh tịnh, cho đến bố thí cho chúng sanh một súc sanh chỉ bằng một bữa ăn, sẽ đạt được công đức rất nhiều vô lượng a tăng kỳ, đem công đức này so với công đức trước trăm phần không bằng một phần, ngàn ca la phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn ức phần không bằng một phần, thiểu ca la phần không bằng một phần, cho đến toán số thí dụ không thể tính kịp. Văn thù sẽ là giả sử 3.000 đại thiên thế giới, vì trần số Bồ Tát xuất gia trì giới tâm thanh tịnh, và mỗi Bồ Tát đều dùng các thứ ý thức, thứ thức ăn, y phục, giường nằm đầy đủ những thuốc thang, các thứ của cải, các thứ vui thích, đem cúng dường mười phương thế giới hàng hà sa a tăng kỳ chư Phật Như Lai cùng chư Bồ Tát, chư Thanh Văn Tăng. Như vậy cho đến a tăng kỳ, cho đến hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, đạt được công đức không thể tính kể. Nếu là có Bồ Tát trì giới tâm thanh tịnh, hoặc tại gia hoặc xuất gia, nghe pháp môn này sanh niềm tin không nghi ngờ, hoặc tự giác hoặc bản người chép, thì công đức đạt được rất nhiều vô lượng a tăng kỳ, đem công đức này so với công đức bố thí trước trăm phần không bằng một phần, ngàn ca la phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn phần không bằng một phần, vô số phần không bằng một phần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể tính kể. Văn thù sẽ lời, nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát đem bảy thứ báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường chư Phật Như Lai, như vậy cho đến 3.000 đại thiên thế giới số kiếp như vi trần, thì công đức đạt được không thể tính kể. Ngoài ra còn có các vị Bồ Tát ở trong pháp môn này, cho đến thuyết một bài kệ bốn câu, thì công đức đạt được rất nhiều vô lượng a tăng kỳ, đem công đức này so với công đức trước thì trăm phần không bằng một phần, ngàn ca la phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn ức phần không bằng một phần, vô số phần không bằng một phần, thiểu ca la phần không bằng một phần, toán số phần không bằng một phần, cho nên toán số thí dụ cũng không thể tính kể. Văn thù sẽ lại, các thứ bảy báu đầy để đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, đối với tam thiên đại thiên thế giới vi trần số kiếp để bố thí, thì công đức đạt được như vậy. Văn thù sẽ lại, nói lại có hàng hà sa các Bồ Tát, mà mỗi Bồ Tát có hàng hà sa a tăng kỳ có đức Phật vàng diêm phù đàn dùng làm thế giới, tất cả các cây đều dùng y trời mà vẫn vấn quanh, tập hợp tất cả ma đi báu quang minh vương dùng làm lưới giăng để trùm ở trên, dùng ma đi báu từ tại vương làm lầu gác,
dù ma đi báo điện quang minh làm lan can ngập châu như ý đầy khắp thế giới, dựng lập tất cả các tràng phan bảo cái, hàng ngày thường dựng lên cúng dường hàng hà sa a tăng kỳ chư Phật Như Lai. Bởi thế như vậy cho đến hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, cái công đức đạt được không thể tính kể nếu lại có Bồ Tát tin về pháp môn này. Ngoài ra Bồ Tát ở trong pháp môn này cho đến thuyết một bài kệ bốn câu thì công đức đạt được rất nhiều vô lượng a tăng kỳ. Đem công đức này so với công đức trước thì công đức trước trăm phần không bằng ở đây một phần, ngàn ca la phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn phần không bằng một phần, trăm ngàn vạn ức phần không bằng một phần, vô số phần không bằng một phần, ca la phần, ca la thiểu phần không bằng một phần, tăng xí gia phần không bằng một phần, vô số phần không bằng một phần, ưu ba ni sa đà phần không bằng một phần, cho đến tám số thí dụ không thể tính kể, văn thù sẽ lợi dễ sở trong tam thiên, trong tam giới, trừ có chúng sanh, các chúng sanh kia ở trong chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu có Bồ Tát tại gia cứu chúng sanh ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đạt đến địa vị bích chi Phật thì công đức đạt được không thể kể hết. Nếu lại có xuất gia Bồ Tát bố thí cho đến một miếng ăn uống cho súc sanh thì công đức này hơn công đức trước vô lượng vô biên a tăng kỳ. Văn thù xin lỗi, nó lại có 10.000 cõi nước, ức số na do tha không thể kể, trong ngày dạng ức na do tha vi trần số chúng Bồ Tát xuất gia, mỗi Bồ Tát đều trong 10 phương thế giới, mỗi mỗi phương đều thấy 10 ức bất khả thuyết, trong ngàn vạn ức na do tha vi trần số các chư Phật Như Lai, mỗi mỗi Như Lai cùng với chư Bồ Tát Thanh Văn Tăng dùng các thứ ăn uống y phục giường nằm thuốc thang đủ các của cải vui thích để đầy cả ngàn ức na do tha, trăm ngàn vạn ức na do tha. Hàng ngày đều dùng châu báu mani tự tài vương để cúng dường Như Lai cùng chư Bồ Tát và Thanh Văn Tăng. Như vậy cho đến ngàn ức na do tha, trăm ngàn vạn ức na do tha, phi trần số cõi nước chư Phật không thể kể hết thì công đức đạt được không thể tính kể. Nếu lại có Bồ Tát tin và pháp môn này cho đến việc bố thí chúng sanh dù chỉ một miếng ăn uống cho một súc sanh thì công đức đạt được rất nhiều vô lượng a tăng kỳ. Đem công đức này so với công đức trước thì trăm phần không bằng một phần, ngàn ca la phần không bằng một phần, trong ngàn phần không bằng một phần, trong ngàn vạn phần không bằng một phần, trong ngàn vạn ức phần không bằng một phần, tăng xế gia phần không bằng một phần, ca la thiểu phần không bằng một phần, vô số phần không bằng một phần, cho đến toán số thí dụ không thể tính kể. Tại vì sao? Vì do luôn tin vào pháp môn này nên đến bất thối. Thì đó là ấn Bồ Tát vậy. Văn thù sẽ lợi, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khi an trú trong tính hạnh, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khi an trú trong nghĩa hạnh thì công đức đạt được hơn công đức trước vô lượng vô biên. Nếu là có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến an trú trong nghĩa hạnh, nếu là có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến an trú trong pháp hạnh thì có đức đạt được hơn có đức trước vô lượng vô biên. Nguyên tụ trở lại, nó lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến an trú trong thập pháp hạnh, nếu là có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh an trú trong bát nhân thì có đức đạt được hơn có đức trước vô lượng a tăng kỳ. Văn thù sẽ lời, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến an trú trong bát nhân, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến đắc quả Tu Đà Hoàn cho công đức đạt được hơn có đức trước vô lượng. Văn thù sẽ lời, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp trong mười phương thế giới khiến đắc quả Tu Đà Hoàn, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến đắc quả Tu Đà Hàm thì công đức đạt được hơn có đức trước vô lượng a tăng kỳ. Văn thù sẽ lợi, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến đắc quả Tu Đà Hàm, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến đắc quả A Đà Hàm thì công đức đạt được hơn công đức trước vô lượng a tăng kỳ. Văn thù sẽ lợi, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến đắc quả A La Hán, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến đắc quả A La Hán thì công đức đạt được hơn công đức trước vô lượng cho đến vô lượng a tăng kỳ. Văn thù sẽ lợi, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến đắc quả A La Hán, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến đắc Bích Chi Phật thì công đức đạt được hơn có đức trước cho đến vô lượng a tăng kỳ. Văn thù sẽ lời, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến đắc Bích Chi Phật
Nếu là có Bồ Tát khi hóa chúng sanh khiến phát Bồ Đề tâm thì công đức đạt được cho đến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Văn thù xin lỗi, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khiến phát Bồ Đề tâm, mà lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến đắc địa vị bất thối thì có đức đạt được hơn cái đức trước cho đến vô lượng A Tăng Kỳ. Văn thù xin lỗi, nếu lại có Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khắp mười phương thế giới khi đắc địa vị bất thối chuyển, nếu lại có Bồ Tát tin vào pháp môn này hoặc tự chép hoặc bảo người chép hoặc vì người mà diễn thuyết thì công đức đạt được hơn công đức trước cho đến vô lượng A Tăng Kỳ. Như vậy cho đến trăm ngàn vạn ức nó như tha phần có bằng một phần. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát hay giữ gìn pháp của 10 ức Phật. Nếu người nghe kinh này, công đức ấy sẽ hơn. Vì đảnh lễ chư Phật, thần thông dạng 10 phương, dùng hương thơm hương bộ, cúng dường 10 phương Phật. Nếu người nghe kinh này, giây lát vì người nói, công đức ấy sẽ hơn là vô lượng vô số. Nếu nghe pháp chân thân Phật, vì người thứ hai nói, độn căn thành lợi căn, mau chứng đạo vô thượng. Vì chư Phật tôn quý, tạo lập các tháp đẹp, đầy đủ vô lượng ức, trên đến trời hữu đảnh, biến khắp đến mười phương, trong tháp dựng tràng phan, chuông vàng, bảo cái báu, cúng dường Phật cũng vậy. Bồ Tát nghe kinh này, nếu tự mình biên chép hoặc bảo người khác chép, phước này hơn phước kia, nếu tự trì cái này sẽ liền các tật đố, công đức ấy vô lượng mau thành đại bồ đề. Kinh này hiển pháp thân như hư không hiện ảnh vô lượng chư Phật thuyết, cho nên phải hộ trì. Phật thuyết kinh này xong, văn thù sẽ lại pháp vương tử cùng vô lượng A Tăng Kỳ bất khả thuyết chư Bồ Tát Ma Ha Tát cùng các chúng thanh văn, tất cả thế gian trời người Atula nghe Phật thuyết đều hoan hỷ phụng hành. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh nhập nhất thiết Phật cảnh giới quyển hạ hết.